Xin chào cả nhà nhé, đằng trước mọi người đây là em Gray F10 dựng cho bạn Minh Hà ở EAK Đắk Lắk nhé. Con này thì mình build cho bạn đến là cấu hình tương đối cao này. Tất cả các xe thì mà các bạn mua tại Hà Nội Bay ấy đều được Hà Nội Bay sẽ cho các bạn làm cho các bạn một cái báo giá chi tiết từng sản phẩm, từng linh kiện một trên đây nhé. Bao gồm những sản phẩm linh kiện gì. Tất cả khi các bạn mua cái xe đạp tại Hà Nội Bay, Hà Nội Bay sẽ cho các bạn báo giá này, sẽ chi tiết từng sản phẩm một này, đấy tên là gì này, bao nhiêu tiền của giá tiền này đằng sau này, đấy thì để ra được cái giá thành của con xe. Với Hà Nội Bay khi các bạn mua thì Hà Nội Bay thì rất là rõ ràng cho các bạn, tất cả các sản phẩm bên Hà Nội Bay đều được niêm yết giá trên website và khi mà các bạn mua cũng được báo giá chính xác luôn chứ không có mập mờ dấu giá, nên các bạn có thể yên tâm tuyệt đối cái này. Đồ đạc xe dựng đắt hay rẻ thì cùng một cái xe như này thì cũng có thể build ra giá rẻ và cũng có thể build giá đắt, quan trọng là trên xe nó gắn là đồ gì, đúng không các bạn? Vì vậy là nhiều khi các bạn cứ bảo Hà Nội Bay bán đắt hay là gì đó phải xem là đồ là gì, là các bên khác nó đã dựng nó hạ cấu hình xuống để cho giá thành rẻ để mang tính cạnh tranh thôi. Cái này thì đồ đạc xe dựng này mỗi một xe một giá tiền khác nhau. Con này mình build cho bạn Hà là bao gồm là vành bánh là của Legend này. Con này mình sử dụng lốp là lốp viền phản quang nhé. Con lốp này đi ban đêm nó rất là sáng, phát sáng luôn cả cái viền xe, nên cái này là độc quyền riêng Hà Nội Bay, ở chỉ không có ai làm luôn, rất là đẹp luôn nhá. Bô tăng sử dụng bô tăng FSA này đấy, bô tăng chính hãng này. Con này khách hàng cũng sử dụng phanh mình lắp cho khách là phanh loại tốt luôn nhá, tay ghi đông 31.8 này, dây cuốn của hãng BNG này, chính hãng này đó. Đùi đĩa sử dụng đùi đĩa của Intro 7 này, xích thì sử dụng xích của Đài Loan này đấy. Cọc yên cũng là nhôm và yên khá là êm. Nói chung là khách hàng này cũng lên cả bê đan của tanh, bê đan bạc đạn khá là ngon, vì sắp sửa phải đóng cho khách nên mình không có quay thôi. Còn xe đối với bên Hà Nội Bay thì nói chung là kết câu tiền nào của ấy luôn luôn đúng các bạn ạ. Các bạn nếu mà tin tưởng Hà Nội Bay thì tiếp tục ủng hộ Hà Nội Bay nhé. Hà Nội Bay không phải là tự nhiên mà có nhiều bạn quan tâm và ủng hộ như vậy, và rất là nhiều khách hàng cũng đã quay đầu lần 3 lần 4 cơ, chứ không phải là lần 1 lần 2, bởi vì khách hàng đi trải nghiệm thấy ok rồi có giới thiệu bạn bè hoặc là người thân, hoặc là bạn để up xe lên cao hơn thì rất là nhiều đơn hàng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các anh em trên khu vực toàn quốc đã luôn ủng hộ Hà Nội Bay. Hà Nội Bay thì sẽ tiếp tục là những cái đầu tàu để đẩy mạnh cái phong trào phích kia, không chỉ khu vực ở ngoài Bắc mà trong Nam và các tỉnh sẽ đẩy lên nữa. Và Hà Nội Bay thì sẽ sắp xếp kế hoạch thời gian và sẽ tổ chức cho các bạn họp ở các tỉnh, nói chung tỉnh nào cũng sẽ có, và các bạn hãy chờ mình đến nhá. Cảm ơn mọi người.